Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi rất mừng ngày hôm nay tôi có bác sĩ David Đặng về phong thấp rheumatology và tôi có bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn chuyên môn về cardiology. Thì một lần nữa quý vị nên nhân cơ hội hiếm có này để gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến phong thấp và tim. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì tôi tiếp tục hỏi bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn là tại vì quý vị viết thơ vào qua cái email address at ytalistv.com. Câu hỏi rất là interesting là bệnh nhân nói là tôi hai bệnh nhân, một người người nào cũng trên 70 tuổi hết, mà người nào một người thì là angioplasty là thông tim rồi, thông tim tới hai vessel thông tim rồi, có để stenting rồi, ok. Một người nữa là CABG rồi, tức như là có mổ tim rồi, thay cái động mạch tim rồi. Cả hai người này thì bác sĩ chuyên môn cho uống Plavix 75mg ngày một viên, uống 3 năm nay rồi. Bây giờ bác sĩ gia đình nói, ồ, bây giờ ông khỏe, ông không có triệu chứng gì hết, ông rất là bình thường rồi. Ngược Plavix đi uống aspirin, có nên không? Vâng, câu hỏi rất là thú vị, tại vì thật ra câu hỏi rất thực tế, nhiều bệnh nhân không biết nên làm cái nào. Thưa bác sĩ Toản thì khi mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim và đặt stent và mổ ngực thì hai trường hợp đó cái cách câu trả lời nó sẽ khác nhau. Trường hợp thứ nhất là nếu như bệnh nhân đã đặt stent thì cái khuyến cáo rằng là bệnh nhân nên uống cái thuốc Plavix đó ít nhất là 1 năm. Nhưng mà không có nghĩa là uống sau 1 năm là bệnh nhân nên dừng. Vì thật sự là tất cả nghiên cứu cho thấy rằng nếu như bệnh nhân dừng sau 1 năm thì đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai do cái stent nó đóng lại. Thì người ta khuyến cáo rằng những bệnh nhân khi mà có stent rồi và nếu như bệnh nhân uống thuốc Plavix mà không có những cái phản ứng phụ như là chảy máu và thì bệnh nhân đó nên uống ít nhất từ 2 tới 3 năm. Và sau 2 tới 3 năm rồi thì bệnh nhân có thể dừng lại và uống thuốc aspirin không thôi. Đó là trường hợp bệnh nhân có stent. Còn trường hợp mà bệnh nhân mổ ngực CABG, nếu như bệnh nhân đó không bị nhồi máu cơ tim mà phát hiện ra bị hẹp nhiều mạch máu và đi mổ tim thì những bệnh nhân đó không cần uống thuốc Plavix, chỉ cần uống thuốc aspirin. Nhưng nếu bệnh nhân đó bị nhồi máu cơ tim đi vào bệnh viện và sau khi được soi tim và thấy là ba mạch máu bị hẹp nặng hết và không thể nào thông được, cần phải mổ tim thì bệnh nhân đó cần phải uống thuốc Plavix đúng 1 năm và sau 1 năm cái thuốc Plavix có thể ngừng và chỉ dùng thuốc aspirin không. Tôi cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Tôi trả lại câu hỏi cho bác sĩ David Đặng. Thì thường thường đó, câu hỏi về gout, gout, người ta bị gout. Xong rồi người ta nói là bác sĩ gia đình cho họ uống cái thuốc Concrete để mà trong cái acute flare up. Xong rồi uống một thời gian, ví dụ 1 tháng đi, sẽ hết flare, giúp bác sĩ gia đình mới ngừng. Để uống hoặc là allopurinol hoặc Iloric only. Nhưng mà ông cứ bị đi flare up, bị đi 2-3 lần nữa, trong khi ông on either on allopurinol or Iloric. Nào, cái uric acid trong máu thử đó thì nó ok, không thể nổi, nó khoảng chừng 6 thôi. Mà ông cứ bị đi vậy lại như vậy. Thì tuy nhiên là tôi muốn nói là tại vì tôi không hỏi về vấn đề thực phẩm, tại trong thơ email ông không có nói. Vì hỏi bác sĩ, câu hỏi của ông là như thế này, có nên uống Concrete lâu dài không? Uống Concrete ngày 2 viên, uống hoài, uống với 1 viên allopurinol hay là 1 viên Iloric for years hay là for long term. Cái này như vậy, nếu mà mình uống Concrete nó meant to be short term, là muốn một thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân keep getting repeated gout attack á, thì mình phải uống combination for months, even for maybe a year or so. But again, mỗi lần mà mình nghĩ tới cái Concrete á, là mình nghĩ một cái temporary medication. Cái uric acid á, nếu mà nó thấp á, again, cái sometime á, cái uric acid mình thử trong cái máu nó có reflex cái uric acid trong cái khớp xương của người bệnh nhân. Hai cái nó có khi nó là the economy, nó hai cái nó khác nhau. Có khi người bệnh nhân cái chất uric acid rất là thấp mà bị gout hoài, có khi bệnh nhân uric acid cao mà không có bị gout nha. Hạn chế cái uric acid nó chỉ kết cho mình một cái guideline để coi mình có cái cách để cho mình cách mình trị thôi, nhưng mà không phải là cái một cái máu mà mình thử mà đại khái là 100% determine cái mình có nên uống thuốc dự lối cái allopurinol không. Trở lại bác sĩ Toản á, thì
nếu mà cái ông này ổng cứ bị gout hoài, ổng uống allopurinol mà vẫn còn get repeated gout, then yes, he should get some Coquest. Mình phải nên tiếp tục uống cái Coquest, mà không phải vậy không đó, mình phải tìm hiểu tại sao ông này bị gout repeated gout hoài. Is it because cái diet của ông ăn phải ăn không? Hay tại ông uống nước đủ không? Hay tại cái thận ông yếu không? Hay chứ dù là mình chỉ cái bệnh, nhưng mình phải biết cái underlying cause. Có khi ông này bị you know, ung thư. Ung thư nó làm cho mấy cái blood cell nó bị bể, nó làm cho tăng lên cái chất uric acid, nó làm cho mình bị cao. Again, có thể bị yếu thận nha, hay là ăn bậy bạ. Thì cái đó là phải coi cái underline. Thì chi nếu mà nói về thuốc á, thì đúng, combination Coquest and allopurinol for prolonged period, ok. Again, cái Coquest chỉ sợ cái thôi, là nếu mà uống lâu dài quá thì có thể ảnh hưởng thận nha. Nhưng mà thường thường mấy cái người mà bị gout repeatedly, thường thường cái thận người ta đã yếu rồi. Anh chị again phải coi cái underlying cause của cái tại sao mà cái người bị gan này bị repeated gout, để chỉ cái cách okay. Cho đúng. Trên đường dây tôi một khán giả xin biết tuổi ở đâu và câu hỏi. À, dạ em chào ba bác sĩ. Em muốn hỏi cho ông xã em á. Ông xã là 62 tuổi bác sĩ. Tự nhiên tối hôm qua nửa đêm lúc 2-3 giờ đêm nó tự nhiên, từ đó giờ chưa bao giờ có triệu chứng, mà tự nhiên đau ngay cái ở trên lồng ngực, mà ngay cái giữa hai cái giữa ngực cái bác sĩ, cái chân thủy đó phải không, ngay cái giữa chân thủy ngay chỗ này dạ, đó phải không? Dạ, dạ, ok, chân thủy đó mà nó đau lắm, đau đến nỗi ngủ không được luôn. Substanol đó. Yeah. Wow. Rồi cơ. Ông đó bao nhiêu tuổi vậy cô? Dạ 62. Ông có bệnh gì khác không, tiểu đường, cao máu hay bệnh gì nữa không? Dạ không, chỉ có cái mỡ thì hơi cao nhưng mà cũng chưa có bị uống thuốc. Ok, không có bệnh gì, không uống thuốc gì hết ha. Dạ. Rồi bác không. Sĩ bác sĩ Tuấn. Vâng, nãy bác sĩ Toàn vừa hỏi chị những câu hỏi đó, là bác sĩ Toàn muốn hỏi coi xem chồng của chị có những cái yếu tố nguy cơ về cái bệnh mạch vành hay mạch máu hẹp máu cơ tim không hay chị ha. Thì khi mà có theo như câu trả lời của chị thì có vẻ như là ảnh không có nhiều yếu tố nguy cơ trong bệnh mạch vành. Nhưng mà không có yếu tố nguy cơ thì không có nghĩa là không có bệnh hả chị? Yeah. Thứ nhất là anh 62 tuổi thì đó chỉ có một cái yếu tố nguy cơ duy nhất là lứa tuổi của anh là đàn ông trên 55 tuổi. Thì đối với em là khi mà một người bệnh trên 55 tuổi mà than đau ngực thì cái điều đầu tiên mình phải loại trừ là khả năng bị mạch máu nhồi máu cơ tim hay bị mạch vành hả chị ha. Thì nếu như mình không làm test thì không thể nào mình biết chắc được là cái đau ngực đó là đau cơ hoặc là đau bao tử hoặc là đau tim gây ra. Thì em xin khuyên chị là chị nên cho anh đi gặp bác sĩ gia đình của anh, rồi bác sĩ gia đình của anh cho đi gặp bác sĩ tim để mình làm những cái xét nghiệm cơ bản, chẳng hạn như làm cái điện tâm đồ hoặc là chạy gắng sức hoặc là làm siêu âm tim, thì khi đó mình mới biết được cái đau ngực đó là do cơ bắp, bao tử hoặc là do tim hay chị ha. Dạ, cho hỏi cái là tại vì lần đầu tiên bị như vậy mà lúc đó cái ổng đau quá mà không biết làm sao, cái em mới chỉ ổng là đi xuống uống thử cái Pesmo đi. Thì không biết cái đó có làm sao, nhưng mà cũng là bệnh nhân của bác sĩ Toản đó. Ôi, bị uống có đỡ không cô? Thì uống xong hồi cái ổng nói, ổng thấy đỡ đỡ, em khoảng giống như bị hồi 2 giờ đêm. Thì khoảng cái 3 giờ mấy ổng cứ đau hoài, ổng rơi mà ổng nó khó chịu lắm, ổng đứng dậy thì nó đỡ đau. Dạ, yeah, nhưng mà nếu mà bệnh nhân của tôi thì làm ơn ngày mai gặp tôi ngay lập tức. Là thì cái trường hợp này đó, tôi không thể nào nói là không bị bệnh tim được. Đúng. Phải có một cái mà tâm điện đồ phải có EKG tôi mới nói không. Tuy nhiên even cái tâm điện đồ normal chi chắc tôi đã say no. Thì tôi phải đi tiếp tôi coi tại sao. Cái chance dạ, dạ đúng rồi, phải chắc ăn, phải đi please have ông chồng của cô gặp tôi ngày mai sáng sớm, ngày mai lấy hẹn ngay ngày mai, walk in cũng được nữa, chứ đừng có bỏ qua. Yeah. Phải không? Đúng cái rồi. Đó không thể bỏ qua được. Cái này phải gặp bác sĩ để coi tại sao như vậy. Yeah. Chứ còn lần đầu tiên ảnh bị cái đó lần đầu tiên đó, giờ tự nhiên cái hôm qua 2 giờ đêm nửa đêm cái tự nhiên ông nó đau với cái không ngủ được mà nó đau quá chịu không được. Thật ra là lần tới làm ơn ngày hôm nay gặp tôi sáng ngày hôm nay. Đó là nguyên tắc đối với tôi, là nếu mà ông bị như vậy thì sáng hôm nay ông phải gặp tôi rồi. Thế nên ngày mai là trễ rồi đó. Thì là y tưởng là bị cái gì không, không hiểu luôn. Không được. Đó là bệnh nhân của bác sĩ luôn. Dạ, ngày mai, please, ngày mai sáng sớm mời ông tới tôi gặp phòng mạch, tôi nghỉ việc, đừng đi làm nữa mà tới gặp tôi hay là gì. Gặp tôi ngay ngày mai, tôi coi tại sao. Ngày mai là hơi trễ rồi đó. Okay, a little bit too late. Bác sĩ vô được hả bác sĩ? Dạ, yeah. Walk-in, cứ walk-in là tôi coi cho liền. Cứ nói là tôi nói chuyện với bác sĩ Toản rồi, là ngày mai tôi walk-in, không cần lấy hẹn nữa. Cứ walk-in cho tôi, ok? Dạ vâng. Trên đường dây tôi còn khán giả, xin nhớ biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, thưa.
ba vị bác sĩ, tôi muốn hỏi cho ông chồng tôi đó mà. Ổng năm nay 70. Dạ, tôi... Cô cứ nói đi. Dạ, tại vì ông xã tôi năm nay 78 tuổi. Ổng bị mắc chứng bệnh... tiền lực tuyến đó bác sĩ. Tiền lực tuyến, prostate. Dạ, yeah, rồi. Nhưng mà ở tuổi, ổng đang uống thuốc là Avodart. Avodart, yeah. Avodart, yeah. Nhưng mà cỡ tuổi nào thì mới không có thử PSA. Rồi bây giờ này nhá, thì trên đường xin lỗi là bây giờ phần 4, phần 3 của tôi nên tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục nói chuyện có off air nha.